Chào cả nhà, Ngân quay lại với các bạn rồi đây ạ. Ở 3 video trước thì chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị cho mình một cái mục tiêu để hành động, lý do để hành động cũng như sản phẩm và đối tác kinh doanh rồi. Thì ở video thứ tư này chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho chúng ta một công cụ bán hàng, đó là một cái profile Facebook cá nhân, làm sao có đủ uy tín để chúng ta bán hàng nhé. Và vẫn không quên cái quy định cũ của chúng ta, hãy chuẩn bị cho mình giấy và bút để sẵn sàng ghi chép lại những thông tin hữu ích đối với bạn. Và tiếp theo hãy cố gắng xem hết toàn bộ những video trong chuỗi video này. Và cuối cùng hãy lưu ý làm bài tập nha, không có gì xảy ra cho đến khi bạn hành động. Hãy nhớ điều đó, đừng chỉ xem mà hãy hành động. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi ạ. Để ví dụ như Ngân ví cho một bạn một ví dụ là nếu như bạn kinh doanh truyền thống thì bạn sẽ cần một cửa hàng, và ở tại cửa hàng đó thì bạn cần một chiếc biển hiệu đẹp này, tường nhà lung linh này, bạn cần những cái giá kệ để bày hàng. Thì bây giờ bán hàng trên Facebook cá nhân các bạn cũng sẽ cần như thế, các bạn cũng cần tạo cho mình một cái cửa hàng ảo trên Facebook, trên chính trang Facebook của các bạn như thế. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách để chúng ta tạo nên một cái cửa hàng uy tín đối với chúng ta nhé. Chúng ta bắt đầu thôi ạ. Đầu tiên là đối với một cửa hàng kinh doanh offline thì bạn thấy gì ạ? Bạn thấy một chiếc biển hiệu uy tín. Thì chính các bạn cũng như thế, trên Facebook cá nhân của các bạn cũng vậy. Khách hàng bước vào Facebook của bạn và xem các bài comment của các bạn khắp nơi, các bài tương tác của bạn với họ, hay khi họ chat với bạn thì thứ đầu tiên mà họ nhìn đến bạn đó là gì? Đó là chiếc avatar. Cái chiếc avatar của chính chúng ta đấy ạ. Với những người mà lên Facebook với mục đích rằng là chúng ta để giải trí, chúng ta để giao lưu kết bạn, thì cái cách họ đặt avatar sẽ khác. Và với những người bán hàng online chúng ta thì cái cách chúng ta đặt avatar cũng sẽ khác. Đối với avatar của một người bán hàng sẽ cần đảm bảo hai tiêu chí xuyên suốt trong cái profile Facebook của bạn. Thứ nhất là nó thể hiện tính uy tín, nó thể hiện sự uy tín của cá nhân bạn. Thứ hai, nó thể hiện bạn là một người bán hàng thân thiện. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều nhóm khách hàng, có những nhóm khách hàng họ rất là mạnh dạn, họ yêu thích thì họ ngay lập tức họ inbox bạn để họ mua. Nhưng mà có những nhóm khách hàng họ yêu thích rồi, nhưng họ phải xem mãi đến khi họ cảm thấy rằng là sản phẩm đó khiến họ cảm thấy tin. Và sau khi cảm thấy tin rồi, họ còn muốn rằng là cái người bán hàng này có thân thiện hay không thì họ mới dám inbox bạn. Và vì thế cái trang cá nhân của các bạn cần xây dựng dựa trên hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là uy tín và tiêu chí thứ hai là sự thân thiện. Và đầu tiên chúng ta nói đến chiếc avatar. Chiếc avatar làm như thế nào để tạo uy tín và tạo sự thân thiện cho khách hàng? Với những bạn mà mới bắt đầu kinh doanh online, nếu như có thể thì mình khuyên các bạn hãy ra ngoài chụp tấm ảnh beauty, hình ảnh của chúng ta thật là đẹp bên cạnh sản phẩm của chúng ta, và chúng ta treo chiếc avatar lên, thì đó là một chiếc avatar rất tuyệt vời. Nhưng nếu như bạn không có thời gian cũng như không có điều kiện đến tận các cái studio chụp ảnh beauty như thế, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng bằng hình ảnh điện thoại. Hình ảnh điện thoại, chụp trên điện thoại, nhưng mà hãy lưu ý làm sao để khách hàng nhìn đến bạn thấy bạn xinh đẹp, thấy bạn uy tín và thấy bạn thân thiện. Cái sự uy tín và thân thiện đó sẽ thể hiện thông qua cái thần thái, ánh mắt và gương mặt của chúng ta. Nếu như bạn sử dụng một chiếc avatar mà được chụp cầu kỳ, beauty cầu kỳ thì nó sẽ có tính chất uy tín hơn. Còn nếu như bạn sử dụng một chiếc avatar chụp bằng điện thoại thì nó sẽ thể hiện cái chủ yếu là cái tính chất thân thiện của bạn. Và chiếc avatar này cần lưu ý gì ạ? Avatar này cần lưu ý là thể hiện rõ khuôn mặt của các bạn. Khuôn mặt của các bạn, và ở đó người ta nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy ánh mắt của các bạn, nhìn thấy những điều đó và người ta cảm thấy bạn thân thiện, cảm thấy bạn uy tín, thì đó là một chiếc avatar tiêu chuẩn. Và đặc biệt đối với những chị em mà mới bắt đầu công việc bán hàng online thì thay một chiếc avatar bằng hình ảnh của chính mình bên cạnh sản phẩm là một cái gợi ý rất là tốt cho các bạn. Bởi vì thuật toán của Facebook đó là ưu tiên hiển thị những cái thay đổi dạng như thay đổi avatar hoặc thay đổi ảnh bìa. Thì khi bạn thay đổi ảnh avatar của bạn chụp cạnh sản phẩm đó thì cũng như là một cách bạn thông báo với những bạn bè trên Facebook của bạn rằng là bạn chuẩn bị bán sản phẩm này, bạn đang bán sản phẩm này. Bởi vì nếu như bạn đăng hình ảnh bình thường thì nó sẽ ít được hiển thị đến rất là nhiều người bạn của bạn. Nhưng khi mà bạn đăng một cái tấm hình ảnh và bạn thay đổi cái ảnh avatar của bạn thì nó hầu như nó được hiển thị đến 90% những bạn bè trên Facebook của các bạn. Vì thế bạn thấy rằng mỗi lần mà bạn thay avatar thì bạn nhận được rất là nhiều like hơn so với bạn chỉ đăng một cái hình lên. Đó là lý do Facebook của chúng ta ưu tiên hiển thị những cái thay đổi avatar của chúng ta, thay đổi lớn của chúng ta đều được ưu tiên hiển thị lên. Và vậy thì đối với những bạn mà mới bán hàng online, tại sao, làm sao chúng ta nên
thay avatar kèm hình ảnh sản phẩm của chúng ta. Đó là một cách thay vì bạn inbox cho từng người để nói rằng là à bạn ơi, à chị ơi, à em ơi, tớ chuẩn bị bán sản phẩm này, thì bạn chỉ cần thay avatar của bạn kèm một tấm hình đó là họ đã có thể dễ dàng nhìn thấy bạn cộng cái sản phẩm đó hiển thị trên Facebook của họ rồi. Và cái tấm avatar này cần gì ạ? Cần xinh đẹp hơn bạn thường lệ. Ví dụ như thường lệ bạn thường chu môi chu mỏ, hay là bạn thường chụp những tấm hình rất là tối, bạn treo hình ảnh của con bạn, của chồng bạn, hay là những hình ảnh của rất là nhiều người, thì bây giờ là hình ảnh của chính bạn, và ở bức hình đó bạn trắng trẻo, bạn xinh đẹp. Đó, chúng ta công nghệ camera 360 chúng ta có thể chỉnh sửa rất là nhiều mà. Thì hãy lên hình thật là xinh đẹp và họ nhìn thấy bạn thật là xinh đẹp bên cạnh hình ảnh sản phẩm của bạn, thì bằng cách đó bạn sẽ thu hút được rất là nhiều sự chú ý của bạn bè trên Facebook của các bạn và kéo được tương tác rất là nhiều, bởi vì thuật toán Facebook cũng ưu tiên hiển thị cái cập nhật của những người mà vừa mới tương tác với nhau. Ví dụ như tôi vừa mới tương tác với bạn thì khi bạn đăng bài tôi mới nhìn thấy bài của bạn, còn nếu như sau một tháng mà tôi không hề tương tác với bạn thì bạn đăng bài tôi hầu như không nhìn thấy bạn nữa, nhưng bạn thay avatar thì tôi lại có thể nhìn thấy bạn. Vì thế các bạn mới bán hàng online, các bạn nên tận dụng cái này. Và một chiếc avatar tiêu chuẩn thì cần gì ạ? Thứ nhất là như mình đã nói là cần thần thái gương mặt của các bạn để thể hiện sự uy tín của các bạn, để thể hiện bạn là một người bán hàng thân thiện, thì cần thấy rõ ánh mắt và gương mặt của các bạn. Tiếp theo là avatar này nên là avatar chân dung thôi. Chân dung thôi nhé, đừng chụp cả người. Chụp cả người thì nó sẽ không lột tả được thần thái gương mặt của các bạn nhiều lắm đâu. Và tiếp theo nữa rằng là avatar này cần là avatar của chính bạn. Và hạn chế việc là avatar chụp cùng con, hay avatar chụp cùng chồng, hay avatar chụp rất là nhiều người. Hạn chế như thế, hãy chỉ là avatar một mình thôi. Yêu chồng, yêu con, yêu bạn bè thì cứ đăng lên Facebook kèm những cái thông tin bài đăng gì đó, chứ không nhất thiết là phải treo avatar lên. Bởi vì Facebook của chúng ta bây giờ là một cửa hàng bán hàng rồi, chứ không còn là một Facebook để trao đổi thông tin như ngày xưa nữa. Và khi bán hàng thì chúng ta cần có những cái tiêu chí để khiến khách hàng tin tưởng chúng ta. Và chiếc avatar có hình ảnh các bạn, thể hiện thần thái của các bạn, là một chiếc avatar uy tín để khách hàng tin tưởng chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai chúng ta sẽ nói đến cái ảnh bìa trên Facebook của các bạn. Và cái thay đổi ảnh bìa này cũng là một thay đổi được Facebook ưu tiên hiển thị, tương tự như thay đổi avatar đấy. Thì bạn có thể thay đổi ảnh bìa bằng hình ảnh của đội nhóm của các bạn này, hay hình ảnh cái tấm cover chức danh của các bạn. Ví dụ bạn bước vào một hệ thống bán hàng mỹ phẩm hay là một hệ thống gì đó, thì người ta sẽ cung cấp cho bạn một cái chiếc avatar, một chiếc ảnh cover, ảnh bìa thể hiện bạn là đại lý hay bạn là chi nhánh gì gì đó, để thể hiện uy tín của bạn với khách hàng của bạn. Khách hàng của bạn bước vào Facebook của các bạn và nhìn trên ảnh bìa của các bạn, thấy thông tin bạn phân phối cho hãng này hãng kia, thì nó sẽ uy tín hơn việc là người ta vào người ta không thấy một thông tin gì cả, thì nó cũng uy tín hơn cho khách hàng. Và bạn cũng có thể tận dụng điều này, tận dụng thuật toán Facebook để thông báo đến toàn bộ bạn bè của mình những thay đổi của mình, rằng là tôi đã treo avatar với sản phẩm đó rồi, thì bây giờ tôi lại có thể tiếp tục treo cái ảnh cover với cái sản phẩm của tôi, với chức danh của tôi. Thì có những khi bạn bè của bạn họ vào họ comment bảo ồ bây giờ bán cái này cái kia à, bạn chia sẻ ừ thích lắm, chị dùng cái này thích lắm nên chị bán, xong cũng có thể ngay từ đó chúng ta đã chốt được khách hàng từ việc chúng ta thay đổi avatar và thay đổi ảnh bìa rồi, chứ chưa cần thiết gì cả đến những bước tiếp theo. Đó là bước thứ hai, thay đổi ảnh bìa. Bước thứ ba là trên Facebook của chúng ta là nó có phần tên phụ. Tên Facebook các bạn ạ, tên Facebook thì có tên chính và tên phụ. Ví dụ như tên chính của tôi là Đào Thu Ngân và tên phụ của tôi là Mỹ Phẩm Mini Garden. Thì khi chúng ta bán hàng như thế này thì sẽ có rất là nhiều người trùng tên chúng ta. Các bạn thử gõ tên của các bạn lên Facebook mà xem, có rất rất là nhiều người trùng tên chúng ta. Thì làm sao để khách hàng phân biệt được chúng ta? Thứ nhất, chúng ta nói về tên chính. Cái cách đặt tên chính của chúng ta thì chúng ta cần đặt tên mà khách hàng có thể dễ dàng người ta đón nhận được thông tin đó và người ta tìm kiếm. Ví dụ như tôi nói rằng là tên Facebook của tôi là Đào Thu Ngân không giấu, bạn tìm và bạn dễ dàng ra được Facebook của tôi. Còn nếu như tôi nói rằng là Ngân Scarlett hay là Ngân gì? Ngân Rose thì đó, các bạn sẽ rất là khó tìm kiếm tên tôi, bởi vì không phải ai cũng giỏi tiếng Anh để người ta có thể tìm kiếm tên của bạn. Vì thế chúng ta nên ưu tiên là tên tiếng Việt, có dấu hay không dấu nhưng có thể nên ưu tiên là tên tiếng Việt. Thứ hai là còn phần mở ngoặc là cái tên phụ đấy. Cái tên phụ thì như mình đã nói rằng là các bạn có thể tìm kiếm Facebook thì bạn có thể thấy rất 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 là nhiều những người trùng tên với chúng ta. Vậy thì làm như thế nào để khách hàng phân biệt được chúng ta? Thì chúng ta sẽ dùng tên phụ đó. Tên phụ đó thì chúng ta sẽ mở ngoặc ra
là cái sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh. Ví dụ như người ta tìm Đào Thu Ngân và tôi mở ngoặc do đó là mỹ phẩm mini garden, thì người ta rất là dễ dàng người ta tìm đến tôi. Nhưng nếu tôi không có cái mỹ phẩm mini garden đó thì họ tìm thấy một loạt Đào Thu Ngân và họ rất là khó để tìm ra mình. Nhưng có cái tên phụ đó thì họ rất là dễ dàng họ tìm ra mình. Và một lần nữa, tên phụ cũng là một tên được thuật toán Facebook ưu tiên hiển thị. Đó cũng là cách mà các bạn khiến bạn bè của bạn chú ý đến các bạn từ cái lợi dụng từ cái thuật toán của Facebook. Đó là tiêu chí thứ ba của một cái Facebook uy tín. Thứ tư đó là thông tin cá nhân của các bạn. Các bạn cần cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của các bạn lên. Bạn sinh ra ở đâu, bạn hiện đang sinh sống ở đâu, bạn học những trường nào, bạn làm những công ty nào, bạn cũng nên cập nhật hết lên. Bởi vì một là với khách hàng bước vào Facebook của bạn thì người ta cần nắm được bạn là ai, bạn ở đâu, bạn như thế nào, để người ta có cái tâm lý muốn tin tưởng bạn, tức là nhìn thấy bạn uy tín và người ta muốn tin tưởng bạn. Và còn nữa rằng là chúng ta có thể cùng quê quán, chúng ta có thể cùng làm cùng công ty, chúng ta có thể cùng trường đại học, chúng ta sẽ có rất là nhiều câu chuyện khiến họ tin tưởng chúng ta. Ví dụ như tôi bước vào một Facebook và tôi học đại học thương mại và tôi thấy cô ấy cũng học đại học thương mại thì tôi rất là dễ dàng, tôi thấy điểm chung và tôi dễ dàng tin tưởng cô ấy. Và khách hàng của tôi cũng thấy có rất là nhiều người học cùng trường đại học với tôi. Sau khi mua hàng rồi thì chúng tôi có thêm rất nhiều câu chuyện để nói với nhau. Ví dụ như em học khóa nào, em học khoa nào đó, chúng ta có rất nhiều câu chuyện để nói với nhau dựa trên những đặc điểm chung mà chúng ta cung cấp trên Facebook của chúng ta. Mặt khác thì chúng ta lại nói đến thuật toán của Facebook. Facebook sẽ gợi ý những người có những điểm chung với nhau, kết bạn với nhau. Thì điều này có nghĩa rằng là bạn bè của bạn sẽ được gợi ý thấy Facebook của các bạn trên trang cá nhân của họ, gợi ý kết bạn đấy. Thì họ sẽ thấy Facebook của các bạn. Và có thể là chúng ta có một cô bạn từ thời cấp 3 thất lạc rất là lâu và chúng ta không có Facebook của nhau nữa. Và nhờ những thông tin bạn update lên như thế, bạn cập nhật lên như thế, thì cô ấy đã tìm thấy bạn và mối quan hệ đó được kết nối lại. Và những người bạn của chúng ta, những người thân của chúng ta có thể trở thành khách hàng của chúng ta rất là nhiều. Thì chúng ta nên tận dụng tất cả những điều có thể để có thể biến những người trên Facebook có thể trở thành khách hàng của chúng ta. Và thực tế thì đối với hệ thống Mini Garden thì đã thấy có những người rằng là người yêu cũ của chồng trở thành đại lý, hay như mình là gọi là người thứ ba của tình cũ cũng trở thành đại lý của mình rồi. Đó, có rất là nhiều cái mà chúng ta có thể làm việc trên Facebook được. Và việc của chúng ta là biến Facebook của chúng ta đầy đủ thông tin nhất để Facebook có thể gợi ý chúng ta đến những người bạn bè có mối liên hệ chung với chúng ta nhé. Đó là thứ tư, cái tiêu chí thứ tư. Và tiêu chí thứ năm, các bạn cần gì ạ? Các bạn cần bảo mật hai lớp cho Facebook của các bạn. Có rất là nhiều bạn nữ, các bạn chị, các chị em phụ nữ mà chúng ta không có kiến thức tin học nhiều và chúng ta không hề thực hiện bảo mật hai lớp cho chúng ta, khiến cho Facebook của chúng ta là cái miếng mồi béo bở cho bọn hacker nó hack cái Facebook của chúng ta. Và các chị em hãy cùng nhau Google bảo mật hai lớp. Chị nào chưa Google, chị nào chưa bảo mật, em nào chưa bảo mật thì sau cái video này của Ngân, các chị em hãy Google bảo mật hai lớp cho Facebook và chúng ta thực hiện bảo mật hai lớp cho Facebook đó đi. Bởi vì khi chúng ta bán hàng rồi thì chúng ta cái Facebook đó sẽ là công cụ kiếm tiền của chúng ta, giống như Facebook của Ngân bây giờ. Nếu như mà họ hack của Ngân và họ đòi 5 triệu, 10 triệu chắc Ngân cũng phải bỏ tiền ra để Ngân chuộc lại cái Facebook của mình. Và các bạn cũng thế, đến bây giờ có thể là bạn mới dùng Facebook để nói chuyện với bạn bè thôi thì nó chưa thực sự giá trị đối với bạn. Nhưng khi nó là một chiếc Facebook kinh doanh rồi thì nó sẽ cực kỳ giá trị. Vì thế chúng ta ai chưa bảo mật hai lớp hãy tiến hành bảo mật hai lớp đi nhé. Thứ sáu đó là chúng ta sẽ cần tham gia những cái group, những cái nhóm, những cái hội nhóm về giao vặt bán hàng này, hội nhóm chợ nọ chợ kia này, hay là những cái nhóm mà tệp khách hàng tiềm năng của chúng ta hay tụ tập trong đó. Ví dụ như tệp mà chị em Eva, rồi hội lần đầu mang thai, hội gà con, hội khỉ con, hội mang thai, hội nuôi con bằng sữa mẹ. Có rất là nhiều tệp như thế đối với mỹ phẩm mini garden chúng ta. Thì chúng ta có rất là nhiều tệp những chị em phụ nữ như thế. Và các bạn hãy cố gắng tham gia những cái nhóm như thế. Đối với nhóm bán hàng thì chúng ta sẽ thực hiện đăng bài bán hàng trong đó. Và đối với những nhóm mà chứa những tệp khách hàng tiềm năng của chúng ta thì chúng ta hãy tham gia sinh hoạt trong đó. Khi mà có những câu hỏi gì mà chúng ta có thể chia sẻ được, chúng ta có thể trả lời được thì chúng ta hãy tham gia sinh hoạt trong đó và chúng ta sẽ có thêm những mối quan hệ bạn bè từ việc sinh hoạt trong hội nhóm và chia sẻ trong hội nhóm của chúng ta. Đó là cái thứ 6. Thứ 7 nữa là Facebook của chúng ta cần mở rộng danh sách bạn bè lên. Bởi vì Ngân biết rằng là các chị em khi bắt đầu vào công việc bán hàng online cũng giống như Ngân hồi đầu tiên thôi, Facebook của mình chỉ có 300 đến 400 bạn bè thôi. Vậy thì lượng đó chúng ta rất là khó tiếp cận được những bạn bè của chúng ta. Và làm như thế nào để chúng ta có thể mở rộng bạn bè?
chúng ta phải mở rộng bạn bè, và chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể mở rộng bạn bè? Thì thứ nhất chúng ta cần mở rộng hai nhóm bạn bè. Nhóm bạn bè thứ nhất là nhóm bạn bè những người làm chung công việc với chúng ta. Bây giờ bạn biết và bạn bước vào bán hàng online, bạn bước vào hệ thống Mini Garden, thì bạn hãy kết bạn những người cùng trong hội nhóm của bạn và những người người ta rất giỏi trong hội nhóm, trong cái lĩnh vực của bạn. Và bởi vì chúng ta có công thức rằng là bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn chơi. Nếu như bạn chơi với những người mà người ta có năng lượng tốt, người ta thành công, thì bạn sẽ được hưởng những cái năng lượng của họ, bạn sẽ nhận được những năng lượng từ họ, bạn sẽ được nhận được những gợi ý và những cái cách thức bạn làm thông qua những cái status họ chia sẻ trên Facebook, và bạn cũng có động lực hơn trong công việc mà bạn làm. Đó là nhóm bạn bè thứ nhất. Nhóm bạn bè thứ hai là những tệp khách hàng tiềm năng của các bạn. Mình có nói với các bạn rằng là các bạn hãy tham gia những hội nhóm mà nơi đó có chứa khách hàng tiềm năng của chúng ta, và bây giờ khi chúng ta sinh hoạt trong đó thì chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới, chúng ta kết thêm những người bạn mới, và chúng ta thấy rằng là có những chủ đề nào mà những người comment ở đó có thể trở thành khách hàng của chúng ta, thì các bạn cũng có thể là các bạn add friend với họ, kết bạn với họ để biến họ trở thành khách hàng dần dần. Thì đầu tiên họ là bạn bè trên Facebook của chúng ta, và dần dần chúng ta đưa họ trở thành khách hàng của chúng ta nhé. Đó là các bước, đó là 7 bước để giúp bạn xây dựng một cái trang cá nhân Facebook uy tín để bán hàng. Và bạn nào chưa đạt được những tiêu chí lên trên thì các bạn hãy làm bài tập sau nhé. Bài tập số 4 là gì? Các bạn hãy xem 7 tiêu chí trên, tiêu chí nào bạn đã đạt được và tiêu chí nào bạn chưa đạt được. Và nếu như chưa đạt được, hãy thay đổi những điều theo như Ngân chia sẻ trong vòng 2 ngày. Hãy thay đổi đi ạ. Hãy thay đổi và chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt. Đối với hệ thống Mini Garden, trong rất nhiều chương trình đào tạo, chỉ từ việc thay đổi một chiếc avatar thôi mà các bạn đã có thể chốt thêm được rất nhiều khách sỉ hoặc chốt thêm được rất nhiều khách lẻ. Có những bạn tổng đại lý, thường bạn không chú ý avatar của các bạn và bạn để một chiếc avatar rất là sơ sài. Sau khi bạn theo dõi những cái chia sẻ này và bạn thay đổi bằng một chiếc avatar thể hiện tính chuyên nghiệp và tính uy tín của các bạn, thì ngay lập tức bạn đã chốt được rất nhiều đơn sỉ rồi. Đó, các bạn thấy chỉ những thứ cực kỳ nhỏ nhưng nó cũng góp phần tác động vào thành công trong công việc kinh doanh online. Thì trên đây là chia sẻ của Ngân về 7 tiêu chí giúp các bạn tạo một trang cá nhân Facebook